Thông tin từ báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 73 ngày 29 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Công điện gửi ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công điện nêu: theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong các ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2024, đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7 năm 2024 với độ lớn M bằng 5.0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Theo thông tin sơ bộ, động đất đã gây một số thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong vùng, đặc biệt là khu vực gần tâm chấn động đất. Với sự việc này, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời cần chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ có nhà bị hư hại nặng, không đảm bảo an toàn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng nề về nhà ở, ổn định cuộc sống theo quy định và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại nếu có. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình giao thông, nhất là các hồ đập, hồ chứa nước, công trình giao thông tại khu vực gần tâm chấn động đất. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả động đất theo yêu cầu của địa phương. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất, phối hợp với cơ quan chức năng, huy động các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân để khắc phục, công tác truyền thông và chỉ đạo ứng phó, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây hoang mang, gây bất ổn trong nhân dân. Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo nhiệm vụ được giao, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất theo quy định, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Viện Vật lý Địa cầu đã liên tiếp thông báo tin xảy ra 44 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể, từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 29 tháng 7, huyện Kon Plong đã ghi nhận 23 trận động đất từ 2,5 đến 3,8 độ. Trước đó, ngày 28 tháng 7, tại huyện Kon Plong đã ghi nhận 21 trận động đất từ 2,5 đến 5 độ. Trao đổi với Vietnamnet, tiến sĩ Nguyễn Xuân Ánh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu đưa ra nhận định ban đầu cho biết, đây là những trận động đất kích thích gây ra bởi hồ chứa thủy điện. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để ý kiến ở dưới phần bình luận. Để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng mình. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.